Hình ảnh hạnh phúc cùng bạn trai. Mới đây, hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã đăng tải hình ảnh đầu tiên của mình và bạn trai lên Instagram. Trong ảnh Phạm Hương và người yêu đang hôn nhau giữa không gian ngoài trời vô cùng lãng mạn, nhưng lại được che mặt bởi một chùm bong bóng đầy màu sắc. Qua hình ảnh dễ dàng cảm nhận, người yêu của nàng hậu khá lịch lãm và chiều cao cũng tương xứng với cô. Tháng 8 năm 2018, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Phạm Hương bất ngờ biến mất khỏi showbiz, tuyên bố sang Mỹ chữa bệnh và làm việc nhiều thông tin cho rằng hoa hậu bí mật sang mỹ sinh con cho bạn trai đại gia mặc những tin đồn bùa vây hoa hậu tận hưởng cuộc sống bình yên tại mỹ phạm hương hiện ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí tại mỹ theo đuổi công việc người mẫu và thỉnh thoảng dự một số sự kiện trên trang cá nhân người đẹp thường chia sẻ hình ảnh với trang phục gợi cảm cô được đánh giá có thay đổi lớn về phong cách hướng đến hình ảnh gợi cảm khỏe khoắn sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu Hoa hậu cũng lấn sân kinh doanh làm đẹp với một thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống sang chảnh thành thơi ở trời Tây. Thông tin Phạm Hương có bạn trai đã được cô xác nhận từ khá lâu, thông qua việc khoe nhẫn kim cương khủng trong ngày lễ tình nhân kèm tuyên bố đã đính hôn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người đẹp quê Hải Phòng công khai chia sẻ ảnh về người bạn trai. Bức ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía những người yêu mến Phạm Hương. Nhiều người để lại lời chúc phúc cho nàng hậu và ủng hộ tình yêu của cô.